Xin chào tất cả các bạn. Đây là một công trình mà bên nội thất nhôm kính Âu Việt chúng mình vừa hoàn thiện xong cho khách hàng với các hạng mục về cửa, vách, cửa sổ, cửa đi, nhôm kính và lan can kính. Nội thất nhôm kính Âu Việt thì được biết đến là đơn vị uy tín sản xuất thi công các giải pháp nội ngoại thất nhôm kính với tất cả các kiểu dáng mẫu mã vô cùng đa dạng, từ cửa sổ, cửa đi cho tới vách ngăn nhôm kính, kính mặt dựng, kính cong, tủ bếp nhôm kính, cầu thang kính, lan can kính, mái kính, cánh kính tủ, cánh kính tràn viền, cánh kính bo viền. Tất cả các sản phẩm của Âu Việt luôn đảm bảo được độ bền hoàn hảo, cách âm và chống ồn thật cực tốt, chịu lực tốt, được hỗ trợ lắp đặt trọn gói tận nơi cho mọi công trình. Quý khách hàng nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty nhôm kính Âu Việt, địa chỉ xưởng sản xuất 231 đường K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hotline 0977730666. Âu Việt rất tự hào và rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các quý khách hàng.